con làm gì vậy? Con búp bê này hại người, con phải vứt nó đi. Vừa dứt lời, cô bé kia đã quăng con búp bê Annabelle xuống giếng. Ok rồi sơ, mình về thôi. Khoan đã, khoan. Có phải hai con vừa đánh rơi con Annabelle vàng này không? Búp bê ma quái, mà cũng có búp bê vàng, búp bê bạc nữa. Tôi lấy ông bụt này luôn á. Làm nghề gì cũng được, chỉ cần con đam mê và kiên trì thì sẽ kiếm ra tiền thôi. Vâng ạ. Con ẻ này đầu thai làm con cá mà vẫn đần đồn thật đấy. Nghĩ sao nó sống dưới nước mà lại làm lệnh cứu hỏa. Ngồi buồn chấm điều thuốc để hút cũng không được, thì lấy đâu ra lửa cho nó dập cơ chứ. Đây là thầy bói én và thầy đang xem bói cho người khác. Tháng cô hồn lắm ma nhiều quỷ nên hạn chế ra ngoài vào đêm khuya. Nhớ chưa? Con dơi nó kiếm ăn vào ban đêm mà không cho nó ra ngoài vào đêm khuya thì nó chết đói à. Sẽ biết không, mình khỏe lắm. Lại đi đâu? Bạn có tin mình chỉ cần một chiêu là cho lão chào màu nằm đất luôn không? Mình tin rồi. Cái dương đâu mất tiêu rồi? Thì ra đây là chiêu của én khiến cho lão chào màu kia nằm đất luôn. Cú rùa qua đường hả? Để con giác cú nha. Ok con, nhỏ mà lanh ghê. Con cầm giúp cú cải gầy được không? Để làm gì thế cú? Để bể mày quá cho nhắn chữ làm gì? Đời mai dắt qua được đường, chắc tao qua đời mất. Ô, thì ra con lười con chậm hơn cả con rùa luôn à? Phụ ông bắt con tìm cây tre trăm đốt, mời cho cưới con gái. Con cứ vào rừng chặt 100 đốt tre cho ta. Quái, sao lại chả có cây tre nào? Bình thường nhiều lắm mà ta. Sợ gì trong rừng chả còn cây tre nào? Là vì thành giọng đã nhổ hết tre để đem đi đánh giặc mất rồi. Hệ thống cơm tấm thạch xanh, đặc biệt cơm thêm miễn phí. Ông chủ, ban số 1 gọi cơm thêm. Có ngay. Chà, may mà có chiếc niêu thần. Ông chủ, ban số 1 lại gọi cơm thêm. Đây. Niêu thần không ra kịp cơm sao? Ban số 1 cần kia ông chủ. Ai mà ăn ghê vậy? Trời đủ, thằng thánh giống. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.